Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với MeTV. Ok, hôm nay mình sẽ đến với chuyên mục mua hàng. Nhưng mà cái này thì cũng không hẳn là chuyên mua hàng trên mạng, nên là mình sẽ chỉ giới thiệu sơ về nó. Đó là cái món này là một cái cushion của Hàn Quốc, và mình đã mua được nó tại hội chợ triển lãm mỹ phẩm của Hàn Quốc. Thì cái này mình có làm một vài clip, mình mua rất là nhiều thứ ở đó, mình mua tới tầm 3 triệu ở đó lận. Nên là mình sẽ chia nhỏ ra những cái sản phẩm ở đó để mình làm từng clip từng clip. Thì đây là cái sản phẩm thứ hai mình mua được ở đó, sau cái CC cream mà Cooling hồi tuần trước mình mới ra đó mọi người. Mọi người có thể click chữ Y trên góc để có thể coi lại cái clip đó nha. Còn đây là cái cushion để mình mua cùng với nó ở trong hội chợ. Nó không có chung hãng nha mọi người. Đây là một cushion của một cái hãng mà đối với mình thì nó khá là mới, đó là Sionew. Thì cái sản phẩm này mình chưa bao giờ nghe đến, nhưng mà cái lý do mà mình quyết định mua nó là bởi vì khi mà mình đến cái sạp mà bán cái cushion này ở triển lãm á, thì mình thấy cái video clip quảng cáo ở đó là có G-Fan, là cái nhóm mình rất là thích ở bên Hàn Quốc, đã xài nó. G-Fan là nhóm Jeochachinku ở Hàn Quốc á mọi người. Mình rất thích nhóm này nên là mình quyết định mua nó bởi vì idol. Yeah. Đối với những bạn mà bình thường mà không phải là dân mê K-pop thì các bạn sẽ thấy là hơi ấu trĩ một chút. Nhưng mà thật sự thì đối với những người là mê K-pop như mình á, thì cái chuyện này là xảy ra rất là thường xuyên. Thì á, mình đã xài rất là nhiều loại cushion rồi, nhưng mà cái hộp này thì mình cũng khá là thích thú bởi vì cái packaging của nó. Để cho mình mở cho các bạn xem nha. Cái hộp mở thôi nó đã sáng tạo hơn bình thường rồi. Thì cái hội chợ Hàn Quốc này mình có nói với mọi người ở trong cái clip trước á, là nó là cái hội chợ chào hàng cho những mỹ phẩm nội địa Hàn Quốc ở Việt Nam. Nên là đa số các sản phẩm ở đó đều là những cái sản phẩm mà các bạn thường ít thấy bán ở Việt Nam, tại vì cái hãng của người ta là cái hãng nội địa. Nên là ở Việt Nam mình hiện tại vẫn ít cái chuỗi bán những cái sản phẩm này. Tuy nhiên là hàng nội địa và có tiếng ở Hàn Quốc thì những cái món này đều có tên tuổi và được rất là nhiều idol Hàn Quốc sử dụng nó. Như cái hộp này là của G-Fan này, mà mình còn thấy là có cả Soju của Sista xài nữa. Thì vì là hàng sản phẩm nội địa nên là tất cả những ngôn ngữ ở trên cái bao bì của nó đều là tiếng Hàn. Đôi chút có chữ tiếng Anh, nhưng mà coi như là không có một chút nào tiếng Việt hết. Những cái sản phẩm này người ta đem đến hội chợ Việt Nam để chào hàng, để kiếm những cái nhà phân phối lớn ở Việt Nam á mọi người. Thì mình thì chỉ vào đó để kiếm những cái sản phẩm lạ mà mình không có thể qua tận Hàn Quốc để mua được á, mua về xài thử thôi. Đây là cái packaging mà mình nói rất là đẹp luôn, đúng không mọi người? Nó là cái hình gọi là cái đồng hồ đó. Mình thấy nó là một cái đồng hồ mà dùng son và cọ để gọi là làm cái kim giờ kim phút, và những cái số nó thay vào đó là những cái hình ảnh đại diện cho mỹ phẩm và cái việc làm đẹp của phụ nữ. Mình thấy cái thiết kế bao bì này nó rất là ấn tượng, gọi là giống như kiểu là tượng trưng cho phái đẹp á, là suốt 24 tiếng đồng hồ của một ngày đều là việc làm đẹp luôn, là để trên hết. Mà mình thấy G-Fan xài sản phẩm này cũng rất là hợp. Nếu mà các bạn nào fan G-Fan thì sẽ biết đến bài Roof, là cái bài mà một trong những bài mà G-Fan nổi tiếng nhất về cái title song á, thì cái bài đó là mình rất là thích luôn. Thì bài đó nó cũng có cái hình ảnh đại diện là cái đồng hồ, cái đồng hồ cổ đây. Xinh đúng không mọi người? Ok, bây giờ mình sẽ đến với bên trong của nó. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình xài nên mình cũng khá là tò mò. Wow. Hai cái miếng mút đó nè, bé tí như thế này thôi. Cũng có những cái hình bánh răng ở trong đồng hồ á. Nói chung là cái bánh răng và cái đồng hồ cổ là cái chủ đạo của cái thiết kế này luôn. Nhìn khá là xinh và sang nữa. Nhìn cầm một cái hộp này, cầm một cái hộp cushion này đi khắp mọi nơi thì rất là tuyệt đúng mọi người. Nó phù hợp cho cả những bữa ăn và những cái buổi đi chơi dã ngoại, hay là những cái buổi tiệc tùng này nọ nữa. Và cushion á cũng là một cái phát minh mà gọi là tuyệt vời nhất trong cái ngành làm đẹp, bởi vì nó rất là tiện lợi so với những cái việc giống như là xài phấn và xài kem riêng giống như ngày xưa chúng ta làm. Thì mình rất là yêu thích cái tính năng này của cushion. Ui da. Bây giờ đến cái phần mút bên trong, cái phần này là phần quan trọng nhất. Please remove a sticker before using. Please ensure that cover is closed after use. Ok. Đây là cái miếng mút chứa đựng cái phấn nền của cushion này. Để mình xem nhé. Wow, phấn đầy luôn, chỉ cần ịnh nhẹ lên là đã ra phấn rất là nhiều rồi. Mình rất là thích cái chuyện này, đó là tại vì mình xài một số cushion trước đây rồi á, thì phấn của nó có nhiều loại rất là khó lấy phấn ra từ mút, giống như là kiểu rất là ít kem ở trong mút vậy đó. Còn cái này mình nhớ mới vừa ịnh nhẹ lên là đã ra rồi. Mình đã lên tay thử này,
Thì để mình xem coi, nếu mà cái chất kem này đánh lên tay không á thì mình thấy nó rất là ok nha mọi người. Nó nâng tông rõ rệt luôn, thấy rõ được cái phần đã đánh kem và phần không đánh kem luôn, là nó nâng tông rõ rệt. Và cái mà mình thích ở đây sau khi mình đánh lên đó là cái độ mịn của nó, cái độ mịn của cái phần kem này nè. Tại vì theo cái lúc mà mình mua thì mình được tư vấn cái đặc biệt nhất của kem này đó là nó giữ suốt 12 tiếng và coi như là bền màu suốt 6 tiếng đầu tiên luôn. Kèm theo đó là cái việc che lấp lỗ chân lông rất là tốt. Và mình thấy ở đây là cái chất kem này rất là mịn và rất là kín, nên là mình nghĩ đánh lên mặt sẽ khá là che kín lỗ chân lông. Để mình thử đánh lên mặt nha mọi người, xem là nó che phủ được lỗ chân lông như thế nào. Bởi vì cái da mặt mình á, nó rất là nhiều lỗ chân lông, và cái điểm yếu của da mặt mình đó là lỗ chân lông rất là to, nên là mình cũng khá mất tự tin về cái điểm này mỗi khi mà trang điểm. Không biết là cái cushion này nó có đúng như cái lời cái chị bán hàng nói với mình không, nếu đúng thì nó sinh ra đã dành cho mình rồi đó. Trước khi thử sử dụng cushion Sio New thì mình sẽ show mặt xém mỏng trước nha. Đây là khuôn mặt không có kem nền của mình nè. Ấn tượng đầu tiên về chất kem của cushion này đó là rất là dễ lấy ra khỏi hộp. Chỉ cần ấn nhẹ bông tán lên mút kem là đã lấy được một lượng kem kha khá lên bông. Sau khi áp lên da mặt thì càng bất ngờ hơn vì độ che phủ của kem như thay một lớp da mới vậy á. Các bạn có thể thấy rõ điều đó thông qua video đúng không? Một làn da với lỗ chân lông và những đốm mụn li ti không đều màu đã được thay bằng một lớp nền đều màu hơn và không lộ rõ lỗ chân lông hoàn hảo. Lớp kem lại không tạo ra cảm giác quá dày, quá nặng nề bí bách đâu nha. Thực tế thì nó khá là mịn và dễ tán. Màu kem cũng nâng tông rõ rệt, khiến cho mình rất là hài lòng. Các bạn có thể xem và đối chiếu giữa khuôn mặt chưa có lớp nền và sau khi đã áp cushion lên da của mình nè. Nhiều người sẽ nghĩ rằng lớp kem này dễ làm chúng ta khó chịu vì cover càng tốt thì thường sẽ rất bí da. Nhưng mình thì lại thấy nó rất khô thoáng, không như tưởng tượng, cũng không dễ trôi hay bết ra tay nhiều. Sau khi sử dụng thì thật sự như được biến thành một gương mặt khác, đến cameraman đang quay cho mình cũng phải công nhận điều này đó ha ha. Ok, thì cái cushion này nó được bán với giá là thật ra là mình cũng không biết nữa. Tại vì cái như mình đã nói lúc đầu là cái hãng này nó còn rất là ít người bán ở Việt Nam. Thì theo mình có research trên Facebook rồi các nơi bán hàng á, thì mình cũng thấy có một vài chỗ có nhập về bán với giá là 480. Và cái giá gốc của nó ở bên hàng á thì tầm 800 ngàn một hộp lận. Nhưng mà mình mua ở hội chợ, vì là mình mua ở hội chợ và cái nơi đó là cái nơi chào hàng nên người ta đã giảm giá bán cho mình với giá là 350 mà thôi. Nên là mình nghĩ là mình khá là lời khi có sở hữu một hộp này. Nhưng nếu mà mình xài hết và thì chắc là mình phải đi kiếm chỗ để mua hơn. Nên là các bạn có thể research cái tên của cái cushion này để trên mạng để có thể mua được. Mình nghĩ là cái hãng này nó khá mới so với mặt bằng của mỹ phẩm Việt Nam. Nên là mọi người hiện tại nếu mà mua thì chắc không mua chúng hàng giả đâu. Tại vì chừng nào mà nổi thì nổi hay là nhiều người biết á, ở Việt Nam thì nó mới có hàng giả đúng không mọi người. Còn nếu mà các bạn muốn chắc chắn thì phải mua ở bên hàng lận. Nên là cứ thử đi nha. Nếu mà mua được thì có thể thử để xem mình nói có đúng hay không nha mọi người. Ok, chúc các bạn có thể mua được nó nếu các bạn thích cái hộp cushion này sau khi xem video clip của mình nha. Còn bây giờ thì hết clip rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Nhớ like, share, subscribe nếu các bạn thấy thích video clip của mình nha. Nhớ subscribe MeTV nha mọi người. Mỗi subscribe của mọi người là giúp cho mình có thêm động lực làm clip hơn nữa. Và nhớ nhấn cái chuông kế bên nút đăng ký, nút subscribe á, để có thể nhận được mọi thông tin mỗi khi MeTV ra clip mới nha. Cảm ơn mọi người. Sayonara.